xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Bimga Studio. कोना शब्द बहता वक्त बाकी व्याकरण है सख्त मेरा तख्त है मेरा तख्त है ये आमरण वो आगमन या हो भ्रमण परिक्रमा हजार है चार है क्या चांद उसके पास जो मिसाल है सवाल है ना है जवाब ये ख्याल से ना हम ने भी सिंह गửi tất cả các bạn ca khúc mới nhất của nhạc SM đó chính là ca khúc Step Back của nhóm Girl on Top nha. Trước khi bắt đầu vào bài học thì Vin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Vin nha. Và đừng quên nhấn vào chuông thông báo để mỗi khi Vin có video mới thì tất cả các bạn sẽ là người xem đầu tiên nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học ngay thôi. Ok, đầu tiên mình sẽ đặt tay xuống như thế này. 1, 2, nhìn 3. Và mình nhúng cái phần hông của mình như thế này và nhìn theo. 1, 2, nhìn 3, 4. Rồi mình đặt qua step back, step back. Và ngược lại với bên còn lại. 1, 2, 3, 4, step back, step back. Rồi sau đó mình sẽ xoay 1, 2, 3, đặt 4. Rồi kéo 5, 6, 7, 8. Sau đó mình hốt lên 1, hạ 2, lên 3, kèm 4, chạy về. Ok, 3, kèm 4, chạy về. Rồi sau đó mình sẽ đặt tay 1, 2, 3, 4. Ok, 2, đi 1, 2, 3, 4. Rồi mình quật cái tay của mình như thế này, 5 và 6 và phần chân của mình sẽ gập xuống như thế này. Ok, bài nhảy về giữa, đi đến lại nha. 2, đi 5 và 6 và về. Rồi mình sẽ kéo hai tay xuống như thế này và đập xuống nhảy lên một lần nữa. Và mình làm động tác giống như vậy luôn. Step back, step back. Rồi lần thứ hai này thì mình sẽ nhảy lên trên, là cái phần tay của mình sẽ hất lên một lần nhảy. Rồi mình sẽ quay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Phút này hơi liệu một chút nha, mọi người sẽ nghiêng, mọi người chú ý là nhúng cái phần chân của mình. Và phần đầu mình sẽ xoay 3 lần và ra bên phía đằng sau của mình. 1, 2, 3, hấp, 2, 2, 3, lên. Rồi động tác cuối cùng là mình sẽ kéo qua 1, 2, 3, ôm vô và mở tay qua. Ok, mình sẽ đến một lần nữa, sau đó chúng ta ghép nhạc cái tốc độ chậm nha. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, step back, step back. 2, 2, 3, 4, step back, step back. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lướt, and dài. Bước, hấp, đi và đi. And 1, 2, 3, 4, step back, nhảy vô. 2, 2, 3, 4, step back, đưa chân. 1, 2, 3, hấp, 2, 2, 3, dài. 1, 2, 3, ôm vô. 5, 6, 7, 8. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ ghép nhạc thử cái tốc độ chậm nha. Like và share cho video giúp Bin nha. Video đấy là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.